Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta gặp nhau qua bài thực hành 5, bài trình chiếu đầu tiên của em. Ở bài trình chiếu này, chúng ta sẽ đi vào 3 vấn đề lớn là khởi động và làm quen với PowerPoint. Vấn đề thứ hai là thực hành trình chiếu và vấn đề thứ ba là trình chiếu. Bây giờ cô sẽ đi vào từng vấn đề nhé. Ở phần khởi động và làm quen với PowerPoint, chúng ta sẽ tìm hiểu về khởi động nè, so sánh Word với PowerPoint, quan sát dãy lệnh Home, chèn vài trang chiếu, xóa trang chiếu, quan sát các mẫu bố trí, chuyển đổi các chế độ hiển thị, và cuối cùng là chúng ta kết thúc PowerPoint. Đây là phần lý thuyết. Chúng ta khởi động PowerPoint. Có hai cách để khởi động bài trình chiếu. Nhất là nháy đúp biểu tượng PowerPoint trên màn hình. Cách thứ hai là chọn lệnh Start on the RAM Microsoft PowerPoint. Sau khi khởi động, một trang chiếu chưa có nội dung có sẵn sẽ được tự động tạo ra. Đây là cô phần minh họa. Em hãy nháy đúp biểu tượng PowerPoint trên màn hình. Hoặc là cách thứ hai, vào Start the RAM Microsoft Office, chọn Microsoft Office PowerPoint 2003. Phần 2, so sánh màn hình Word với màn hình PowerPoint. Phần này minh họa của cô là PowerPoint 2003. Đây là Word 2003. Và đây là PowerPoint 2010. Các em để ý quan sát ở nhà em là PowerPoint 2003 hay 2010 nhé. 2010 là khó có phần menu lệnh nó có chữ Home á. Về phần giống nhau, Word và PowerPoint đều có thanh menu. Các công cụ cơ bản nó cũng có trên màn hình. Các công cụ soạn thảo và chỉnh sửa văn bản khác nhau là một cái trang trắng khởi động để soạn thảo văn bản ở phần Word. Còn PowerPoint là một cái trang chiếu trắng có khung tiêu đề và khung tiêu đề phụ. Bên trái có biểu tượng trang chiếu. Chúng ta quan sát bảng chọn. Các bảng chọn phần minh họa 2003 cũng có File, Edit, View, Insert, Format, Tool, vân vân. PowerPoint 2010 để nó dành cho những chữ Home. Bốn là chèn thêm một vài trang chiếu. Em chọn Insert, New Style trên thanh bảng chọn. Còn 2010 là chỗ Home có chỗ New Style. Chúng ta xóa trang chiếu. Có nhiều cách. Cách nhất là chọn biểu tượng trang chiếu cần xóa ngang bên trái và nhấn phím Delete. Cách thứ hai là nháy chọn biểu tượng trang chiếu cần xóa ngang bên trái, chuột phải và chọn phím Delete Style. Mà nếu cần xóa nhiều trang chiếu thì chọn đồng thời các trang chiếu đó bằng cách nhấn giữ phím Ctrl và nháy từng biểu tượng của chúng rồi nhấn phím Delete. Chúng ta hãy quan sát các mẫu bố trí. Hãy nháy chuột vào biểu tượng của từng trang chiếu ở ngăn bên trái, quan sát các mẫu bố trí được tự động áp dụng cho mỗi trang chiếu. Nếu mà chọn mẫu có sẵn thì chọn Format, Slide Layout. Còn 2010 thì chọn Home Layout. Số 7, chuyển đổi giữa các chế độ. Chúng ta có chế độ soạn thảo, chế độ sắp xếp, chế độ trình chiếu. Và các chế độ này được nằm ở góc phải ở cuối màn hình. Em hãy nháy nút chế độ soạn thảo và chế độ sắp xếp để biết lúc nào là nút chế độ soạn thảo, lúc nào nút chế độ sắp xếp và hai chế độ này nó khác nhau như thế nào nhé.
8 là thoát khỏi PowerPoint. Em hãy nháy nút X ở góc phải phía trên. Phần thực hành thì em hãy nhập cái nội dung vào văn bản vào các khung này. Hãy lưu tập lưu cái bài trình chiếu em bằng cách là nháy nút Save hoặc là chọn File Save hoặc là Ctrl S. Sử dụng mẫu bố trí. Tương tự vậy, em áp dụng các mẫu bố trí khác nhau cho từng trang chiếu và quan sát các bố trí nội dung trên các trang chiếu. Cuối cùng là phần trình chiếu của em thực hành